Xin chào các bạn, mình là Hoàn, mình đến từ trung tâm chăm sóc xe ô tô cao cấp Hưng Minh Auto Detailing. Hiện tại thì bên mình có hai cơ sở là ở số 3 cộng 5 Nguyễn Văn Linh Long Biên và số 90 Khúc Thủy Dụ Cầu Giấy. Ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái clip nho nhỏ này để chia sẻ đến với mọi người về một dòng sản phẩm mà được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì mọi người đang có sự nhầm lẫn về khái niệm cũng như tính năng và giá thành. Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ chủ yếu tập trung vào ba vấn đề chính. Thứ nhất đó là giới thiệu về cái dòng sản phẩm. Thứ hai là test trực tiếp sản phẩm. Và thứ ba là tư vấn cho khách hàng nên lựa chọn và dán ở những vị trí nào. Về sản phẩm của bên mình đó là dòng sản phẩm BBS. Thì mọi người đã nghe thấy rất nhiều, ví dụ như là mình dán BBS điện thoại. Nó được viết tắt bởi ba từ là Paint Protection Film. Nó là được hiểu là dòng phim bảo vệ. Trên tay của mình đây đó là chiếc đèn hậu của chiếc Mercedes. Nó đã được dán một nửa bên là phim BVF Ultimate Plus XPEL và một nửa bên này là mình để nguyên. Thì về cảm quan ban đầu thì mọi người nhìn thấy rất là khó phân biệt là có bên nào dán hay là chưa dán. Nhìn bên này thì có vẻ trong hơn một chút, còn bên này thì nó sẽ bị mờ hơn. Lý do tại sao? Bởi vì là cái BVF cấu tạo bởi 4 lớp. Lớp đầu tiên là lớp ceramic, lớp thứ hai là lớp tự hồi phục, lớp thứ ba là lớp chống nhăn giúp cho chúng ta có thể thi công được ở trên các cái bề mặt cong của ô tô, lớp thứ tư là lớp keo để kết dính với bề mặt. Dưới cái tác động của điều kiện nhiệt độ và cái điều kiện tham gia giao thông thì cái này sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị ngả màu hoặc mờ dần theo thời gian tùy vào điều kiện chăm sóc của mỗi một chủ xe và tùy vào trung tâm chăm sóc xe nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ test cái sản phẩm này. Sự khác biệt giữa cái sản phẩm BBS này và cái sản phẩm dán ni lông, tại vì khi chúng ta nhìn vào cái sản phẩm BBS này nó rất giống là cái ni lông mà ngày xưa chúng ta vẫn hay dán điện thoại, dán xe ô tô. Thì cái khác biệt này nó nằm ở hai chỗ, đó là đối với miếng dán ni lông với các vết xước xoáy, xước răm thì cái khả năng tự phục hồi nó không có, còn đối với sản phẩm BBS, ví dụ như BBS của XPEL thì nó là khả năng phục hồi là 100%. Cái thứ hai nó là hiện tượng ngả màu đối với miếng ni lông thông thường hoặc là cái dòng BBS hiện nay trên thị trường kém chất lượng thì cái thời gian ngả màu này nó sẽ kéo dài, nó sẽ từ 3 tháng đến 6 tháng hoặc 1 năm. Còn đối với sản phẩm BBS Ultimate Plus mà bên mình triển khai thì bảo hành đối với sản phẩm này là 5 năm ngoại thất và nội thất là 7 năm. Thì sau đây mình sẽ test cái khả năng tự phục hồi. Trên tay mình ở đây là một chiếc trổ sắt. Nó gần như để mô tả là việc mình chăm sóc xe ở những chỗ không có chất lượng và quy trình tốt thì nó sẽ xảy ra hiện tượng xước xoáy, xước răm rất nhiều mà khách hàng sẽ gặp phải. Sau đây thì mình sẽ cà trực tiếp lên cái bề mặt mình soi đây. Thì nó ra có rất mới, sau khi mình cà mình sẽ soi lại cho các bạn thấy là cái xước xoáy, xước răm nó thể hiện rõ như nào. Đây, các bạn có thể thấy cái vết xước xoáy, xước răm này nó được thể hiện rất là rõ. Thì đối với sản phẩm BBS XPEL Ultimate Plus thì dưới tác dụng của nhiệt độ thì tất cả những cái vết xước này nó sẽ tự hồi phục bởi cái lớp thứ hai là lớp tự hồi phục của sản phẩm này. Và sau đây mình để nhanh hơn thì mình sẽ sử dụng cái nhiệt độ của máy sấy. Thì mọi người cũng có một thắc mắc là ví dụ như sau khi dán lại mỗi lần như này thì mình lại phải đi sấy, nhưng thực ra là cái này thì khi mà bạn đi tham gia giao thông ở dưới tác dụng của đèn, nhiệt độ của đèn thì cái nhiệt độ đó sẽ làm tự hồi phục. Và sau đây mình sẽ soi lên cái bề mặt, các bạn có thể thấy là cái vết xước xoáy như lúc nãy quầng nó gần như là đã hết tuyệt đối. Đối với sản phẩm này thì bên mình có bảo hành và bên mình có giấy bảo hành cũng như là bảo hành về điện tử là cam kết là dán lên thì sẽ không bao giờ có hiện tượng xước xoáy và xước răm. Còn lại cái BBS này có thể thi công được ở trên những cái bề mặt nào thì mình cũng chia sẻ với mọi người là với cặp đèn pha, với bề mặt ngoại thất, nội thất, đặc biệt là các dòng xe mẹt có các cái yên ngựa, lắp táp lô, táp bi, nó được làm bằng chất liệu bóng thì cái việc dán lên này nó rất hiệu quả và nó đảm bảo được tính thẩm mỹ cũng như là tránh các hiện tượng vết xước mà gây cho cảm giác mình dùng rất là khó chịu. Về giá thành của sản phẩm này thì nó
trên thị trường hiện nay thì nó cũng sẽ dao động. Ví dụ như là với cặp đèn pha này thì nó sẽ dao động từ 2 triệu đến 3 triệu với một cặp đèn pha. Còn những vị trí nào mà khách hàng có nên giá đó là gì? Cặp đèn pha, chén tay nắm cửa và nắp bình xăng và nội thất của những dòng xe cao cấp. Mọi người sẽ thắc mắc là có nên dán toàn bộ chiếc xe này bằng cái sản phẩm này không, thì mình cũng xin chia sẻ là vì cái gốc của sản phẩm này nó là gốc PVU và được nhập khẩu từ Mỹ, nên là dán toàn bộ một chiếc xe thì mọi người cũng nên cân nhắc giữa cái tổng giá trị xe mình mua và cái gói bảo vệ này, phù hợp nhất là từ 2% đến 3% tổng giá trị xe, còn không thì mình có thể dán ở cặp đèn pha, bởi vì cặp đèn pha nó sẽ gặp rất nhiều các vấn đề về rủi ro. Vì thứ nhất nó là sản phẩm, nó là được làm, nó cấu tạo bằng nhựa thì nó sẽ có sự oxy hóa và sự tác động của thời tiết, nó làm cho bề mặt cái đèn này nó sẽ bị ngả màu. Cái thứ hai nó là cái hiện tượng đá văng, nó là cái sự rủi ro khi mà tham gia giao thông gần như là không thể tránh khỏi. Và cái thứ ba nữa là về các sự vết xước do quá trình mình đi rửa xe và chăm sóc xe. Thì toàn bộ nội dung clip là mình có chia sẻ về cái test sản phẩm, làm thế nào để phân biệt được một sản phẩm chất lượng và một sản phẩm kém chất lượng, thì mọi người cũng nên nhớ hai yếu tố. Một là khả năng tự phục hồi, hai là bảo hành về độ trong suốt màu trong bao lâu. Cái này thì ở mỗi một trung tâm của bên mình có để một cái bảng test trực tiếp sản phẩm của BBF, và với mỗi một sản phẩm bên mình làm ra đều có chương trình chính sách bảo hành, sổ bảo hành rõ ràng. Khách hàng quan tâm có thể đến test trực tiếp sản phẩm, xem khả năng tự phục hồi và trải nghiệm sản phẩm qua các cái chi tiết như là nắp bình xăng hoặc là đèn pha hoặc là chén tay nắm cửa. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ của mình.